Hello, my name is Shane and I am Dan's teacher. Hi, đây là thầy Shane, là giáo viên của Dung và em là Suzy, là thầy giáo của lớp. Thì sau đây sẽ có một số chia sẻ về Dung. Dan is one of the youngest but one of the smartest students in the class. Thì Dung cũng là một trong những học sinh mà trẻ tuổi nhất trong lớp, nhưng mà bạn rất là thông minh và dễ giao tiếp với Dung. He struggles a little bit with pronunciation. Tuy nhiên là tại vì bạn con nhỏ nên là sẽ có một số từ là bạn phải ấm chưa bình tổ phần. But as he gets older, this should be not a problem. Dạ, nhưng mà có lẽ là trong tương lai thì cái điều đó là sẽ được khắc phục thôi. Hopefully he can keep working hard on his English and it will keep improving. Hy vọng là trong tương lai thì bạn sẽ cố gắng hơn và cũng như là nhiều hơn về phong độ. Thank you.